Ngày 4 tháng 5, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Châu đã xuất khẩu lô hàng 100 tấn bột nghệ đầu tiên của xã Chí Tân, huyện Khoái Châu sang thị trường Nhật Bản. Đây sẽ là cơ hội mở ra thị trường tiêu thụ sản lượng lớn cho người trồng nghệ. Từ đầu mùa thu hoạch đến nay, giá nghệ tươi từ 4.000 đến 5.000 đồng một kg. Hiện nghệ khô còn vỏ được xuất với giá 40.000 đồng một kg. Nghệ xuất khẩu hiện có hai dạng là nghệ sơ chế và tinh bột nghệ. Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Anh là các quốc gia đã và đang nhập khẩu nghệ Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Châu Hương Yên là nhà sản xuất bột nghệ lớn ở Việt Nam với 600 ha vùng nguyên liệu nghệ, cung cấp sản phẩm bột nghệ chất lượng cao. Vụ thu hoạch năm, xuất khẩu nghệ thô thuận lợi, cả nông dân và doanh nghiệp đều hưởng lợi. Công ty chuyên chiết xuất tinh bột nghệ từ nguyên liệu nghệ tươi cao cấp được trồng và quản lý nghiêm ngặt theo quy trình Việt Gáp, bên cạnh việc bảo đảm hàm lượng các hoạt chất quý như nano, curcumin trong sản phẩm. Các yếu tố kim loại nặng và kháng độc đều được loại bỏ và kiểm soát với tỷ lệ cho phép theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Với vùng nguyên liệu tại xã Chí Tân và liên kết các nơi lên tới 600 ha, công ty đã cùng bà con nông dân tạo ra những sản phẩm sạch. Đây chính là nguồn cung cấp nguyên liệu chất lượng cao cho nhà máy ổn định và bền vững. Đối tác Nhật Bản sau khi đến tận nơi khảo sát kiểm tra quy trình sản xuất đã chấp thuận nhập loại bột nghệ của công ty với số lượng lớn, ban đầu là gần 100 tấn.